Hay chào các bạn trở lại với kênh YouTube chứng khoán cho người mới bắt đầu. Bây giờ mình sẽ giới thiệu để cho mọi người mua những cái chứng khoán có những cái nền tảng kinh tế rất là chắc. Những cái công ty mà mình giới thiệu á thì mình recommend mọi người nên giữ nó trong vòng 5 năm ha, at least 5 năm. Và các bạn nên spend cái 5% đến 10% cho mỗi cái cổ phiếu mình giới thiệu. Và trong cái band room của bạn, trong số tổng số tiền đầu tư của mấy bạn á, thì công ty hôm nay là ngày thứ hai, February 2nd, 2022. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn cái công ty Airbnb với cái chứng khoán mã số ABNB. Các bạn phải cố gắng mua với cái giá từ 151 đến 100 ở rào 151 đến 160 ha. Hôm nay nó đang 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 tăng lên một chút đỉnh đó, thì mà mua trong cái range đó là ok. Để sau đây mời các bạn theo dõi cái chi tiết về cái rồn con cái tốt và cái xấu của công ty Airbnb thì các bạn có một quyết định đầu tư đúng đắn ha. Chào các bạn. Sự đổi mới công nghệ đã thay đổi cách chúng ta đi du lịch. Các đại lý du lịch trực tuyến đã giúp việc tìm kiếm đến các lựa chọn về chỗ ở, vé máy bay, phương tiện giao thông ở gần như mọi điểm đến trên thế giới đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Du khách không còn phải tự nghiên cứu để tìm và liên hệ với các khách sạn hoặc tour du lịch địa phương. Có thể tổng hợp toàn bộ hành trình với các giải trí tùy chọn tại điểm đến của bạn chỉ cần chạm vào điện thoại thông minh của bạn. Nhưng cùng với nhiều phức tạp liên quan đến việc đặt phòng du lịch, các đại lý trực tuyến cũng đã loại bỏ các thủ tục check-in rườm rà, khiến chuyến du lịch trở nên dễ dàng. Thật vậy, các dịch vụ như đăng ký xe hơi và khách sạn cho thuê không trực tiếp xúc với người khác, bạn có thể đi từ sân bay về phòng của mình mà không cần gặp một người nào. Airbnb kết hợp sự tiện lợi của du lịch trực tuyến, công ty đã xây dựng mối quan hệ với hơn 4 triệu người dẫn chương trình. Những người đã kiếm được tổng cộng hơn 110 tỷ đô la kể từ khi thành lập Airbnb vào năm 2007. Những người dẫn chương trình này đã chào đón hơn 1 tỷ khách tại hơn 100.000 thị trấn trên thế giới. Và kể từ khi những người đồng sáng lập Brian Chesky và Joe Gebbia chào đón những vị khách đầu tiên trong căn hộ khiêm tốn của họ ở San Francisco gần 15 năm trước, họ đã coi những người dẫn chương trình là điều khiến Airbnb khác biệt với trải nghiệm du lịch mà các đối thủ cung cấp. Technological innovation has changed the way we travel. Online travel agencies have made it far easier to find options for accommodations, airline tickets, and ground transportation in nearly every destination around the world. Travelers no longer have to do their own research to find and contact local hotels or tours. Putting together an entire itinerary complete with entertainment options at your destination is possible with a single touch of your smartphone. But along with many of the hassles involved in booking travel, online agencies have also taken away the personal touch that makes travel rewarding. Indeed, with health-inspired services like contactless check-in for rental cars and hotels, you can go from the airport to your room without ever seeing a single person. Airbnb wants to combine the convenience of online travel with the personal contact and insight that travelers have traditionally found at bed and breakfasts and similar settings. The company has built relationships with more than 4 million hosts, who have earned a total of more than $110 billion since Airbnb's founding in 2000. Ok, bây giờ mình sẽ trích vài cái điểm tại sao mình thích Airbnb. Mình hãy tập trung nhìn vào những cái thông tin mới nhất từ công ty Airbnb để thấy được cái tiềm năng mà công ty này đang có. Công ty đã công bố doanh số bán hàng kỷ lục trong tháng 3 năm 2021, đã tăng 67% so với năm ngoái và 36% so với 2 năm trước đó.
trước khi đại dịch xảy ra. Các chỉ số ban đầu cho thấy rằng khi không còn lệnh hạn chế du lịch quốc tế, cái điều này đã thúc đẩy cho du khách quay trở lại du lịch nhiều hơn. Nhưng để hiểu câu chuyện của Airbnb một cách đầy đủ hơn, điều quan trọng là phải nhìn mọi thứ từ quan điểm của những người chủ nhà. Nhiều chủ nhà ngày càng muốn gia nhập Airbnb để muốn tăng thêm thu nhập của họ. Trong khi đó, nhìn vào góc độ của khách hàng, Airbnb đã xây dựng một thương hiệu quen thuộc với du khách trên khắp thế giới, đặc biệt là những người thuộc thế hệ trẻ. Airbnb liên tục đầu tư và nghiên cứu phát triển để nâng cao trải nghiệm người dùng và giúp việc đi lại dễ dàng hơn bao giờ hết bằng cái nền tảng của mình. Nhiều du khách xem nhà cung cấp du lịch dịch vụ như Airbnb là lựa chọn thay thế yêu thích của họ khi đi nghỉ hoặc đi công tác. Why I am excited about Airbnb. It's easy to focus on the latest numbers from Airbnb to see the potential it has. The company posted record sales in the third quarter of 2021, jumping 67% year over year and 36% from 2 years earlier, before the pandemic struck. Early indicators suggest that the holiday quarter will show similar strength, especially as international travel restrictions started to lift and pent-up demand from missed get-togethers in 2020 prompted travelers to return to the road. But to understand Airbnb's story fully, it's important to see things from the perspective of its hosts. The company's latest quarterly report featured a couple from Brooklyn who bought a weekend home in the Hudson Valley with the intent of financing it in part from income gained by listing it on Airbnb. Over the years, they've added personal touches, leaving locally made products and borrowing ideas from their own travels to enhance their guests' experience. Like many Airbnb hosts, they've seen the remote work revolution translate into longer stays by guests, many of whom are repeat visitors. That's prompted them to invest further to create a work-from-home space in the home, which in turn has driven more interest from guests, and income both for themselves and for Airbnb. Meanwhile, from the guest perspective, Airbnb has built a brand that's familiar to travelers. Lãnh đạo, leadership cũng là một cái yếu tố rất quan trọng khi mình đầu tư dài hạn vào một công ty ha. Về tại sao tôi tin tưởng vào lãnh đạo của Airbnb? Không có gì ngạc nhiên khi một phần điều tôi yêu thích ở Airbnb là tầm nhìn cho người làm sáng lập của nó dẫn dắt. Khi Chesky và Chabia lần đầu tiên cung cấp chiếc ghế dài cho khách du lịch, họ khó có thể tưởng tượng được đế chế du lịch mà họ đã xây dựng như ngày hôm nay. Nhưng với sự giúp đỡ từ người đồng sáng lập Nathan Blechacik, đó chính xác là những gì họ đã làm được hôm nay. Chesky vẫn là giám đốc điều hành, trong khi Chabia đứng đầu nhóm phát triển sản phẩm thử nghiệm Summary của quỹ công ty từ quỹ Airbnb.org. Còn Blechacik là giám đốc chiến lược và chủ tịch của công ty Airborne Trung Quốc. Cả ba đều có số cổ phần khổng lồ khiến họ trở thành tỷ phú, và hầu hết số cổ phần họ nắm giữ đều là cổ phiếu ưu đãi, mang lại cho họ quyền lợi quyền kiểm soát gần 5% đối với tương lai của Airbnb. Why I trust leadership. It should come as no surprise that part of what I love about Airbnb is its founder-led vision. When Chesky and Jebbia offered their couch to travelers for the first time, they could hardly have imagined the travel empire they would eventually build. But with help from fellow co-founder Nathan Blechacik, that's exactly what they've done. Chesky has remained CEO, while Jebbia heads up the company's Samara experimental product development team and the Airbnb.org foundation, and Blechacik is chief strategy officer and chair of the Airbnb China subsidiary. You'll have to look hard to find a team of co-founders with more skin in the game than Airbnb's. All three have massive stakes that have made them multi-billionaires, and most of their holdings are in super voting shares that collectively give them nearly 50% control over Airbnb's future. Tại sao bây giờ mình lại mua Airbnb? Okay, phần lớn hoạt động kinh doanh của Airbnb trong lịch sử đến từ những du khách tìm kiếm các kỳ nghỉ cho thuê ngắn hạn, và phần lớn thị trường đó sẵn sàng cho sự phục hồi lớn vào năm 2022. Các dự báo trong ngành ước tính rằng lĩnh vực
du lịch của Hoa Kỳ đã phục hồi 35% vào năm 2021 và ước tính là 28% tăng trưởng trong năm 2022, có thể vượt qua mức trước đại dịch để đóng kỷ lục cho nền kinh tế Mỹ. AMD có thể đạt được thị trường trị giá khoảng 1,9 tỷ nghìn tỷ đô la, trong đó phạm vi toàn cầu của công ty mang đến cơ hội lớn cho người ở nước ngoài. Airbnb cũng có nhiều khả năng để mở rộng ngoài thời gian lưu trú ngắn hạn. Sự gia tăng của công việc từ xa đã khiến các kỳ nghỉ hè dài hạn từ 28 ngày trở lên thuộc loại tăng trưởng nhanh nhất của Airbnb, chỉ 1/5 tổng số được đặt. Việc cung cấp dịch vụ lưu trú ở tất cả các thời gian cũng mở rộng ra. Why now? Much of Airbnb's business has historically come from travelers seeking short-term vacation rentals, and that market is poised for a massive rebound in 2022. Industry projections estimate that the U.S. travel and tourism sector saw a 35% rebound in 2021, and an estimated 28% rise in 2022 could surpass pre-pandemic levels to make a record contribution to the U.S. economy. Airbnb stands to reap a sizable and growing share of that roughly $1.9 trillion market, and the company's global scope offers even bigger opportunities abroad. Airbnb also has room to expand beyond short-term stays. The rise of remote work has made long-term stays of 28 days or more Airbnb's fastest-growing category, making up a fifth of total nights booked. Offering stays of all lengths also expands the potential pool of hosts, and Airbnb's Made Possible by Hosts marketing campaign has helped boost the number of active listings on the platform. Even more broadly, Airbnb's strategy includes getting hosts even more involved by offering experiences to go along with stays. Last September, Airbnb hired former Walt Disney Chief Creative Officer Bruce Vaughn to lead its new experiential creative product team, which aims to offer new ways to host on Airbnb while offering exciting experiences for guests. With $6 billion in net cash and marketable securities, Airbnb has plenty of capital to deploy as it considers its future strategic direction to tap more fully into its travel opportunity. Ok, trước khi mình đầu tư thì mình phải nên nhìn vào những cái rủi ro có thể xảy ra. Vậy thì những cái rủi ro gì có thể xảy ra đối với Airbnb? Thứ nhất là Airbnb có rất nhiều đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Các đại lý du lịch trực tuyến, đối thủ và các chuỗi khách sạn truyền thống đã cố gắng kết hợp dịch vụ và thuê kỳ nghỉ và hoạt động kinh doanh của họ. Cho đến nay, điều đó đã gặp phải rất nhiều thành công khác nhau, nhưng luôn có khả năng một công ty cùng ngành cơ hội có thể sánh ngang hoặc vượt qua sự thành công của Airbnb. Nhưng có một điều tôi thấy là mối đe dọa tiềm ẩn cho Airbnb về sự an toàn. Ngay cả trước khi đại dịch xảy ra, những chủ nhà không tuân theo các quy định địa phương về việc lưu trú của khách đã dấy lên sự phẫn nộ của các chủ khách sạn địa phương, đưa ra nhiều quy định và thậm chí là các chính sách trên Airbnb. Và cái sự đại dịch ngày hôm nay và có thể những cái biến thể của nó cũng sẽ là một những cản trở cho việc du lịch. Mặc dù Airbnb đã ban hành lệnh cấm cho toàn cầu đối với các tài sản của công ty, nhưng khả năng gây rối và thậm chí là hành vi phạm tội xảy ra của các chủ nhà của Airbnb đều là cái mối đe dọa tiềm ẩn, và đó là cái trách nhiệm mà công ty phải gánh chịu. Tóm lại thì tại sao hôm nay mình đầu tư Airbnb ha, giống như nhiều đợt chào đón cổ phiếu bán ra từ lúc trước của Airbnb đã tạo ra một ra mắt công chúng vào tháng 12 năm 2020 á, thì hai tháng sau đó chủ của các nhà đầu tư đã trả cho một cổ phiếu của Airbnb là lúc đó là 220 đô la. Bây giờ giá cổ phiếu là 150 đến 160 ngay tiền ngày hôm nay với bài viết này. Thì với cái video này á, tôi thấy là với những nhà lãnh đạo tài ba, với một thương hiệu mạnh mẽ và các xu hướng du lịch mang lại đến với một luồng gió mới, Airbnb có thể là một điều tuyệt vời phía trước, và tôi tin tưởng là trong nhiều năm tới, 5 năm tới thì Airbnb sẽ rất tăng trưởng, rất vượt bậc. Potential business risks. Airbnb has plenty of potential competitors.
Both rival online travel agencies and brick-and-mortar hotel chains have tried to incorporate vacation rentals into their businesses. So far, that's met with mixed success, but there's always the chance that an opportunistic industry peer will be able to match or surpass Airbnb's success. We see potential safety and regulatory concerns as a bigger threat. Even before the pandemic, hosts who failed to follow local regulations governing guest stays raised the ire of local hotel owners, prompting a variety of rules and even bans on Airbnb listings. Pandemic-inspired travel restrictions still haven't completely gone away and could come back if additional variants emerge. Most worryingly, even though Airbnb has instituted its own global ban on party properties, the potential for disruptive and even criminal behavior taking place in Airbnb listings carries potential liability for the company. Why Airbnb is worth an investment today? Like many initial public offerings, Airbnb generated a huge amount of hype when it came public in December 2020. 2 months after its IPO, investors paid $210 per share for Airbnb stock. Now, I get to buy it for around $155. With great leaders, a powerful brand, and travel trends providing a huge tailwind, Airbnb has great things ahead of it. I want to be there for the ride. Ok, vậy là những cái công ty mà mình giới thiệu là những công ty có cái nền tảng kinh tế rất là vững chắc và trong vòng rất là long term investment, đầu tư dài hạn á, cho nên các bạn không vội vàng nha, cho nên cố gắng mà chọn cái thời điểm entry point đó, để mua vào cho thích hợp, lựa khi mà nó pullback một chút xíu, giá nó hạ xuống để mình mua vào. Công ty Airbnb này nó có tiềm năng và những giới trẻ ngày nay hôm nay rất thích du lịch, và đó cái trào lưu đó mình nghĩ trong vòng 5 năm nữa sẽ tăng mạnh. Và nhiều chủ nhà cũng rất thích đầu tư vào cái là những cái nhà của mình để làm những cái hotel riêng để phục vụ cho dịch vụ du lịch này. Thì hy vọng là trong 5 năm tới cái công ty Airbnb này sẽ tăng tương lai vượt bậc. Chúc mọi người may mắn và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Mình sẽ giới thiệu nhiều công ty có tiềm năng nữa. Chúc mọi người nghe.